Vâng, xin chào anh chị và các bạn à, Ở video trước tôi đang nợ anh chị và các bạn một câu trả lời cho phi vụ Bán cây ai cũng mua đúng không ạ? Hôm nay tôi trở lại với câu trả lời Anh chị đã sẵn sàng và cùng đón nhận cái giải đáp của tôi chưa ạ? Nếu như sẵn sàng chúng ta cùng đến với cái sản phẩm tuyệt vời của tôi Đó là một cây nhỏ nhỏ xinh xinh Bây giờ làm cái bài test như sau Hội trường chúng ta sẽ chia làm hai cánh Phía bên tay phải tôi Là một nhóm đóng vai trò là người mua Phía bên tay trái tôi Một nhóm đóng vai trò là người bán hàng Để giúp anh chị có một cái gợi ý đầu tiên Tôi sẽ làm một cái bài test Giúp chúng ta có một cái từ khóa Để hai nhóm chúng ta có thể tương tác Làm sau đó để thuyết phục người mua Mua sản phẩm của chúng ta Còn ở bên bán thì À, bên khách hàng mua thì làm sao đó đón nhận cái thông tin từ người bán mua cái cây này à, cái từ khóa của tôi đó là là cái là cái phi vụ là bán cây ai cũng mua đó là cái chủ đề mà chúng ta sẽ tương tác và tranh luận trao đổi từ hai phía một bên mua và một bên bán vậy tôi sẽ có một cái gợi ý như sau với cái cây anh chị đang nhìn thấy trên hình đây nếu ở vai trò là người mua đặt vị trí chúng ta Tôi sẽ đứng ở phía nhóm người mua Làm sao để chúng ta sẽ mua cây này Mua cây Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn như sau Đó là cây đặc thù rất đặc biệt Có 102 Đó là cái điểm nhấn đầu tiên mà thuyết phục chúng ta sẽ mua đúng không ạ Thứ hai đó là cây đấy có một cái loại Có cái loại hoa rất là đặc biệt Một là mùi vị rất là thơm Rất là quyến rũ hai là màu sắc rất là bắt mắt, rất là lạ mà ít cây khác có được. Nếu là cây ra quả thì cái quả của cây này cũng mang hình dáng đặc biệt. Đó là về màu sắc. Nếu như là cảm cảm quan, còn nếu như cây để ăn được trái, ăn được quả thì quả đó phải rất rất đặc sắc đúng không ạ? Nếu ở vai trò là người mua. Còn nếu là phía người bán thì làm sao để thuyết phục người mua? Trong khi cây của chúng ta đây, đây là cái 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 nhân vật chính của chúng ta. Nó đang hiện hữu như vậy và chỉ có như vậy, không hề có hoa đặc sắc như tôi nói ban đầu, không hề có quả đặc biệt như tôi nói ban đầu. Vậy làm thế nào? Để thuyết phục người mua khi người ta đã có cái tiêu chí cụ thể rồi, đó là một cây đặc sắc, độc lạ mà không có cái sự, uh, sự lặp lại, tức là mình họ sở hữu được. Mà làm sao chúng ta chứng minh được trong khi cây này bán rất nhiều ngoài kia? À, cái tiêu chí đầu tiên đó là cái bên người bán chúng ta đã bị bị thất bại đúng không ạ? tiêu chí thứ hai đó là cái loài hoa của cây này phải đặc sắc về màu sắc về hương vị và chúng ta thấy đây điều thứ hai cũng bị loại bỏ. còn điều thứ ba đó là cây này có một cái cái loại quả khiến chúng ta rất là 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 thích thú vì màu sắc của quả, vì vị của quả rất ngon rất đặc biệt và vấn đề thứ ba cũng bị loại bỏ. vậy người bán làm thế nào để bán được cái cây này phía bên phải đã đưa ra những tiêu chí phía bên trái của chúng ta đó là những người bán làm sao thuyết phục người mua mua cái cây bình thường này đó là từ khóa nghe thì rất phức tạp nhưng câu trả lời lại cực kỳ đơn giản đến đây thì chắc chắn là bên người bán đang rất là tò mò đúng không ạ bên người mua có tiêu chí rồi người bán thôi bây giờ chúng ta nằm ở phía người bán và bây giờ tôi sẽ đứng về phía người bán để bán cây này cho người mua ai cũng mua dù không có gì đặc biệt ba tiêu chí đã bị phá sản ngay đầu tiên rồi tôi sẽ đứng về phía bên người bán và cây này sẽ được thuyết phục để tất cả các anh chị nói từ tất cả thì hơi quá nhưng chắc chắn là đến 60 70 những anh chị ở phía bên đóng vai trò là người mua bên cánh phải của chúng ta hôm nay sẽ bỏ tiền ra để mua cây này và đó là bí quyết đó là câu trả lời rất rất đơn giản rất rất thú vị và hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo anh chị hãy đón chờ